Tại sao trong thời điểm nghỉ dịch như này ở nhà chúng ta lại rất dễ mắc các chứng bệnh về viêm khớp? Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái lý do. Đó là mọi người mấy ngày hôm nay hỏi mình rất là nhiều, đó là gì ạ? Đó là Huy ơi, tại sao đợt này nghỉ dịch ở nhà, nghỉ ngơi mà lại thấy cơ thể rất là nhức mỏi? Và đa phần mọi người đang gặp cái chứng, một số chứng ví dụ viêm đầu khớp hoặc là bị viêm khớp ở dạng mới. Thì tại sao chúng ta lại nghỉ ngơi ở nhà, đúng không? Nghỉ ngơi ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội như này mà chúng ta lại rất dễ mắc cái chứng bệnh viêm khớp như vậy? Thì ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho bạn về những cái lý do, nó đơn giản lắm các bạn. Đầu tiên ấy, đó là khi mà chúng ta nghỉ giãn cách ở nhà thì chúng ta sẽ lười vận động. Các bạn sẽ ngồi một chỗ, các bạn sẽ cày video, đúng không ạ? Xem YouTube, xem phim, lướt TikTok, lướt Facebook. Nói chung là chúng ta sẽ lười vận động, chúng ta sẽ ngồi một chỗ. Chúng ta sẽ ngủ đến 8-9 giờ. Chúng ta sẽ chẳng vận động gì cả, đúng không ạ? Ăn sáng lúc 10 giờ trưa và ăn trưa lúc 3 giờ chiều, ăn tối lúc 9-10 giờ đêm. Đó. Thứ hai nữa, đó là khi mà chúng ta đã lười vận động rồi, chúng ta ăn nhiều như vậy thì cơ thể của chúng ta nó sẽ bị gặp cái tình trạng đó là béo lên. Hoặc là có nhiều bạn thì ăn nhiều những cái đồ kiểu như là nhiều tôm cua, đúng không ạ? Nhiều những cái đồ nó nhiều protein, nhiều chất đạm thì nó sẽ rất dễ gây đến tình trạng là bị viêm khớp các bạn, rất dễ gây đến tình trạng bị viêm khớp, bị viêm khớp. Thì cái thói quen sinh hoạt cũ của chúng ta đã mất đi. Đó là chúng ta vận động, chúng ta chạy bộ, chúng ta thể dục thể thao, chúng ta ăn uống điều độ, chúng ta ăn uống, tức là chúng ta ăn thức ăn vào người ấy, nhưng mà chúng ta lao động, chúng ta luyện tập thể dục thể thao thì cái lượng calo đốt cháy đi, thì chúng ta sẽ giữ được cái trọng lượng cơ thể ở trong một cái mức rất là đẹp cho phép nó. Nhưng hiện nay ở nhà thì chúng ta lười vận động, chúng ta cứ ngồi suốt ngày ấy, thì khi mà các khớp chúng ta ấy, nó ít được vận động các bạn, thì nó sẽ gây tình trạng, ví dụ như khi mà chúng ta ít vận động quá nó gây tình trạng là bị những cái khớp này khi mà chúng ta cử động nó không có sự linh hoạt, đó. Cho nên là tại sao mà những cái xe máy, những cái ô tô khi mà họ không đi đến nhưng mà lâu lâu họ vẫn phải vận động, họ vẫn phải mang ra lổ máy, mang ra đi dạo một hai vòng hồ, hay là mang ra đi dạo một chút, bởi vì là cả cái động cơ nó cũng vậy, cũng cần phải được hoạt động thường xuyên thì nó mới bền được. Chứ nếu chúng ta để không, trừ khi là chưa lổ máy thôi, thì con người chúng ta cũng vậy, trừ khi mình chưa sinh ra thôi. Còn nếu chúng ta đã sinh ra cõi đời này, chúng ta cần phải vận động, chúng ta cần phải lao động và làm việc, thì như vậy thì là cái cơ thể của chúng ta nó mới ở trong cái trạng thái hoạt động tốt nhất được, đó. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta nghỉ ở nhà như vậy thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý, không nên lạm dụng quá, không nên ăn uống quá đà, đúng không ạ? Không nên ăn uống quá đà và cũng không nên ngồi một chỗ quá nhiều quá lâu, bởi vì á, những cái thói quen đó nó không phải tốt sức khỏe của chúng ta các bạn, đặc biệt là về xương khớp. Mình thấy có rất nhiều bạn inbox hỏi mình mà anh ơi, đợt này em ở nhà, đợt này em chả chạy bộ, chả đá bóng gì cả mà khớp chân cả nó cứ nhức, nó cứ rệu rã, đúng không ạ? Bởi vì các bạn không vận động thì nó như vậy. Cho nên mình khuyên các bạn là nếu như có ở nhà chăng nữa, chúng ta cũng cần phải có cái chế độ luyện tập. Ví dụ chúng ta vẫn hít đất, vẫn tập xả đơn, đúng không ạ? Nếu như ai nhà mà ở nhà riêng ấy, thì mình có thể là chạy bộ cầu thang, leo bộ cầu thang. Đó. Nếu ở chung cư thì chúng ta có thể ví dụ như là đầu tư một cái máy chạy, nó vừa vừa thôi các bạn. Đầu tư một cái máy chạy để giúp cho cơ thể của chúng ta vẫn được tiêu hao năng lượng, giúp cơ thể của chúng ta vẫn được vận động mỗi ngày. Nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Chứ còn nếu như chúng ta cứ ngồi ì một chỗ thôi, chúng ta ăn uống vô tội vạ, thì chắc chắn là chúng ta thừa cân là chắc chắn rồi ạ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không vận động như vậy thì rất dễ gây đến tình trạng viêm khớp. Viêm khớp nó đến khi mà chúng ta vận động quá nhiều hoặc chúng ta không vận động. Đó là hai cái yếu tố do vận động. Còn do vấn đề về dinh dưỡng, do các cái yếu tố bệnh lý nền hay là do yếu tố di truyền những cả tôi chưa nói đến. Nhưng tôi đang phân tích ở góc độ là tại sao chúng ta nghỉ dịch ở nhà chúng ta lại rất dễ mắc bệnh viêm khớp. Đấy là một bệnh thôi, chúng ta còn có thể mắc cái chứng bệnh như là tiểu đường, mỡ máu, béo phì, thừa cân, tăng huyết áp, đúng không ạ? Rất nhiều bệnh khi mà chúng ta không có một cái lối sinh hoạt hợp lý. Thì trong thời điểm giãn cách như này, chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, đúng không ạ? Chúng ta giãn cách xã hội để chung tay đẩy lùi cái dịch bệnh như này. Nhưng mà tôi nghĩ các bạn cần phải thay đổi ở cái thói quen của chúng ta. Mình cần phải duy trì một cái nền tảng thể lực thật tốt.
Bởi vì cách gì chăng nữa cũng không bằng cách chúng ta khỏe mạnh thì cái sức đề kháng của chúng ta mới tốt được các bạn. Cái sức đề kháng của chúng ta mới tốt được. Và khi cái con virus nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta mà sức đề kháng của chúng ta tốt thì cơ thể của chúng ta có thể đánh bại, đẩy lùi nó. Bởi vì hiện nay cái tình trạng mà nhiễm virus SARS-CoV-2 mà không triệu chứng rất là nhiều, đúng không? Và tự khỏi rất là nhiều luôn ạ, bởi vì chưa ăn thuốc đặc trị nên tự khỏi rất là nhiều. Thì những cái trường hợp mà tự khỏi như vậy đa phần nó đến từ cái việc là cái sức đề kháng của họ tốt. Họ ăn uống đầy đủ, ăn đủ bữa, uống đủ nước, họ luyện tập thể dục thể thao, họ có tinh thần lạc quan. Đó. Thì hôm nay tôi mách các bạn là tại vì làm sao mà nghỉ dịch ở nhà chúng ta lại bị viêm xương khớp nhiều hơn thì do chúng ta ăn uống vô độ, đúng không ạ? Chúng ta không luyện tập thể dục thể thao. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh YouTube của tôi để tôi có thể là làm nhiều video hay hơn để chia sẻ các bạn những điều tuyệt vời hơn. Đặc biệt nếu bạn thấy bạn bè của mình ai đang gặp vấn đề tương tự, hãy tag tên họ vào, hãy chia sẻ cho họ video này để họ biết rằng mình cần phải làm như thế nào để cho cơ thể mình trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn các bạn nhá. Ok, xin chào bạn, mình là Chu Quang Huy. Bye bye mọi người. Bye bye.